Xin chào các bạn, đây là một cây ô dắt thái nha. Đây, hàng rất là ngon và đẹp. Tiếng nổ nghe rất là đã luôn, giống như anh em nói là phụt phụt phịch phịch gì đó. Okay. Thì đặc điểm của bộ thái chúng ta sẽ có coi cái ba cái đặc điểm. Thứ nhất là có ruột dày. Cái thứ hai là si mờ. Và cái thứ ba linh kiện. Thì cái đường dấp vân đây, cái đường dấp vân hàng ở đây liền, nó liền các bạn nhìn liền. Còn cái hàng Việt Nam giả thái thì nó sẽ có răng cưa, nhìn rất là kỹ. Mỗi hàng thái thì rất đẹp nha. Đây, mỗi hàng giả thái thì nó sẽ có răng cưa. Cái thứ hai và các bạn nhìn cái lá me, cái lá bên ngoài này nè, nó đều đẹp và chắc và rất là dày nha. Đối với cái lá của hàng Việt Nam là thì rất là mỏng, cực kỳ mỏng luôn nha, nó như tôn vậy đó, rất là mỏng và rất là xấu, nhìn không có đều. Cái cổ trên đây thì nó mỏng luôn, cái cổ này rất là dài nha. Thì ra cái bát này nó cũng mỏng lét, còn bát này rất là dài. Đây, bát này cũng rất là dài luôn. Bô thái thì nó sẽ có hai dòng nha, một dòng là nó in chữ này, một dòng là nó in XX50. Thì nó có hai dòng đều là bô thái cả, ở trên nó vẫn có là H1MM1. Thì cái chữ nó không quan trọng nha các bạn, tại vì cái chữ này là nó dập là dè ha, nó dập lên thì hết cái gì thì nó dập thôi, chứ đừng có nghĩ là cái chữ nó khác là nó không phải là thái. Thái là chúng ta nhìn vào chất lượng, chứ đừng nhìn vào cái chữ thì dập mấy hồi. Quan trọng là bộ thái nó rất là dày và chắc, lá mè của nó đều đẹp và bóng, nó ốc dích rồi rất là đẹp. Nó có gì, nó có ruột. Và cái ruột trong đây nó có nhiều lớp lắm nha. Cái ruột trong đây nó có nhiều lớp trong đây nha, chứ không phải đồ giả, nó chỉ có một lớp thôi. Và cái nước men của nó si mờ. Đây, bạn nhìn si mờ. Còn hàng Việt Nam là si bóng nha, bóng gì nè, bóng loáng. Và trên cái nếp hàng thì nó láng, còn hàng Việt Nam thì nó răng cưa. Đó là cách phân biệt giữa bộ dắt thái và bộ dắt thường. Thì bên mình đang cung cấp hai loại, một cái bộ nằm với một cái bộ dắt nha các bạn. Rồi xe này bô thì gắn được cho xe 67, CL68, gắn được cúp rim quay gì gắn được luôn nha. Chỉ cần chịu khó chế lại cái bát cổ là ok. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Phương thức mua hàng của bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code nha. Đó luôn.